tích âm đức âm đức là gì làm việc tốt không nên để người khác biết không nên tạo thành cái địa vị đặc thù cho chính mình không nên tự mình tạo thành mục tiêu rõ ràng Mọi người nhìn thấy bạn Cung kính bạn Tân bóc bạn Thì những công đức mà bạn tu tích được Đều đã được báo hết rồi Những người lùi về phía sau Thì công đức họ tích được vẫn còn Họ chưa có được báo Nhưng hậu báo thì không thể nghĩ bạn đó mới gọi là công đức chân thật Lợi ích chân thật Cho nên Chúng ta ở tại thế gian xử sự, sự đối người tiếp vật tâm phải bình tâm phải công à, tiếp cận với hết thảy người sự và vật là đại công vô tư đây mới là thành tựu đức hạnh nhất định là không thể có lòng thiên vị sự bất công bằng cho dù có đại phước báo thì cái thành tựu đó cũng không phải là chân thật. Đúng như đã nói họ phát được rất nhanh, họ bại thì cũng rất nhanh. Phạm là có sự bất công, những người tiếp xúc với họ, những người được họ thiên vị những người đó đều là vì lợi ích mà đến Có lợi với họ thì họ đến Không có lợi với họ thì họ sẽ ngoảnh đầu bỏ đi Quyết không phải ban giao gì đạo nghĩa Chân thật có đạo nghĩa Thì khi bạn thất bại Họ vẫn sẽ đến chăm lo bạn Vẫn đến thăm giếng bạn Mọi người các vị đã xem qua Hồng Lâu Mộng trong hồng lâu mộng có một người có đạo nghĩa tên là Lưu Lão Lão khi gia đình thương buôn bại vong những người thấy sang bắt hoàng làm họ trước kia gặp chuyện thì không còn một ai những kẻ bình thường đến nịnh nọt bợ đỡ hết thảy đều không còn không thấy một ai nữa chỉ có Lưu Lão Lão là còn mang đến một ít quần áo Giảm ăn giảm mặt để mang một chút tiền Đến chăm lo cho họ Đây là gì? Đây là đạo nghĩa Những người này hiện nay nói là người không có trình độ văn hóa Không được đi học Như ở dưới quê người lão thật Họ biết đạo nghĩa Bà đi vào Đại Quang Viên Để thăm những người thân thiết biết không phải kẻ thấy sang bắt quả làm họ Vì có một chút quan hệ thân thuộc Là bà con xa Cho nên bà đến thăm viếng Chúng ta phải nhận thức rõ ràng Đặc biệt là Tương lai Bạn ở trong xã hội Có danh tiếng Có địa vị rồi Được một chút đức cao vọng trọng Bạn phải nên biết những loại người này sẽ đến rất nhiều Nếu như tâm của bạn bất bình Bất công thì những người xung quanh này Chính là nhân tố thất bại trong tương lai của bạn Chúng ta nhất định phải rõ ràng Nhất định phải hiểu rõ Bạn thất bại là bại chỗ nào vậy? Bại ở chỗ những người thân cận nhất Xưa nay trong ngoài nước đều không thể tránh khỏi. Chỉ có trí huệ chân thật, chân thật có học vấn thì mới có thể nhìn ra được. Phật nói với chúng ta trong bát khổ có oán tắng hội Cho nên phàm là người rất thân cận Như định phải hiểu được Oán tắng hội Mà Phật đã nói Đây đều là oan gia đối đầu Đều là đợi có cơ hội để đến báo thù. Dùng phương pháp gì Để có thể giải trừ được oán tắng hội đây Công chánh bình đẳng liêm minh liêm khiết cái danh từ này có trí huệ hoàn toàn dùng trí huệ để quan sát dùng trí huệ để xử lý phải đặc biệt đề cao cảnh giác nghĩa là Đối với những người thường xuyên tiếp cận Phải đặc biệt đề cao cảnh giác Người thường xuyên thân cận Phải vô tư vô cầu đối với họ Thì sự bất công thiên vị của chúng ta sẽ không còn Bất luận Họ có địa vị cao hơn đi nữa Nhiều hơn giàu có hơn đi nữa Thì chúng ta đối với họ là Vô tư vô cầu Tâm bạn mới có thể giữ được bình Nếu bạn thường xuyên ý lại vào sự hộ trì của họ Ý lại sự hộ pháp của họ Vậy thì bạn xong rồi Trước mắt là có được một chút lợi Sau cùng vẫn là phải chịu thiệt thòi lớn rồi Thí dụ này quá nhiều quá nhiều rồi Ở trong chú giải Cũng có nêu ra thí dụ chúng ta tốt nhất là xem nhiều một chút biết được sự lợi hại phật bồ tát sở dĩ có thể thành tựu đạo nghiệp thì căn bản chính là ở vô tư vô ngã